không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương.
đã đến giờ làm lễ truy điệu và tiễn đưa cụ Trần Thị Hương về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Xin kính mời các cụ, xin kính mời toàn thể nhân dân trở về phòng tang để buổi lễ được bắt đầu. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể nhân dân, cụ Trần Thị Hương do tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ biệt cõi trần về nơi thiên đàng an nghỉ. Trong không khí tang thương này, chúng ta gửi lời chia buồn đến gia đình tang quyến và cầu mong cho người ra đi thôi an nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin hãy dành một phút mặc niệm người đã khuất. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời chi hội người cao tuổi thôn Kim do ông Trần Văn Thể làm trưởng đoàn lên thắp hương tưởng niệm và chia buồn cùng gia quyến. Xin trân trọng kính mời. Bà Trần Thị Hương là hội viên hội người cao tuổi xã Mỹ Thắng, hiện đang sinh hoạt tại hội cơ sở thôn Kim. Hôm nay được tin bà về với cõi vĩnh hằng, đoàn chúng tôi còn nén nhang thơm, chút lễ ngon đến để kính viếng hương hồn bà và chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến để tưởng nhớ người đã ra đi. Toàn thể đoàn chúng tôi xin có một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Đã qua. Xin cảm ơn lễ viếng của chi hội người cao tuổi thôn Kim. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện hợp tác xã nông nghiệp xã Mỹ Thắng đến thắp hương tưởng niệm và chia buồn cùng gia quyến. Xin trân trọng kính mời. Theo chương trình, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Xuân Tấn, trưởng thôn Kim lên đọc buổi lễ trước buổi lên đọc lời biếu trước buổi lễ trang trọng này. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay được tin cụ Maria Trần Thị Hương đã từ trần. Cán bộ nhân dân kết hợp cùng với gia đình tiến hành tổ chức trọng thể lễ truy điệu, lễ tiễn đưa, lễ an táng cụ Maria Trần Thị Hương được bắt đầu. Lời vĩnh biệt cụ Maria Trần Thị Hương. Kính thưa hương hồn cụ Maria Trần Thị Hương, tên thường gọi cụ Ngọa Bà. Kính thưa gia đình, gia quyến, nhà hiếu. Kính thưa quý vị đại biểu,
kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay chúng ta được tin cụ Trần Thị Hương đã từ trần. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn, không gì bù đắp nổi đối với gia đình, gia quyến vụ, và cũng là nỗi nhớ thương vô hạn đến với mỗi người thân chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Maria Trần Thị Hương sau một thời gian rất dài lâm bệnh, mặc dù cụ đã được bệnh viện, con cháu trong gia đình, họ hàng, dân làng, hàng xóm động viên ân cần và tận tình cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã vĩnh biệt và trở về với cõi vĩnh hằng vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2024, tức là ngày 18 tháng 6 năm Giáp Thìn, cụ hưởng thọ 81 tuổi. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Maria Trần Thị Hương sinh năm 1943 tại thôn 78, làng Chính Sắc, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, trong một gia đình công giáo, một gia đình gia giáo, có nhiều nền nếp gia phong. Lúc còn nhỏ, cụ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên như bao thanh niên khác, và tuổi trưởng thành cũng đã đến. Cụ đi xây dựng gia đình với ông Trần Văn Ngọ tại thôn Kim, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Hai cụ sinh ra được 5 người con trai. Hiện nay các con của cụ đều được yên bề gia thất. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Maria Trần Thị Hương là một xã viên hợp tác xã nông nghiệp xã Mỹ Thắng. Cụ luôn luôn là những người hăng say, nhiệt tình lao động, làm ra rất nhiều của cải, sản phẩm, đóng góp nhiều ngày công có ích cho tập thể, cho địa phương. Cụ luôn luôn là người chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và đối với dân làng cụ sống vui vẻ, đoàn kết, hòa đồng, không phân biệt lương giáo, cụ đã được mọi người quý mến. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, trong những năm đất nước ta còn một phần chiến tranh tại biên giới phía Bắc, cụ là người động viên các con cụ lên đường nhập ngũ, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Rồi lần lượt cả 4 người con trai của cụ đã lên đường làm nhiệm vụ. Các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội, nhân dân giao cho ông. Xin cảm ơn cụ, gia đình cụ, bản thân cụ đã góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Maria Trần Thị Hương hôm nay không còn nữa. Nhưng 81 năm, 81 mùa xuân, cả cuộc đời cụ là một nhân cách tốt đẹp. Trong suốt cả cuộc đời sinh hoạt ở bất cứ cương vị nào, cụ đã thuộc làm ra rất nhiều, và cụ đã sản phẩm đóng góp cho nhà nước một tấm gương trong để cho tất cả mọi người chúng ta cùng làm theo. Thay mặt cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể của địa phương, thay mặt nhân dân, tôi kính chúc gia đình mạnh khỏe, sớm ổn định gia đình, biến đau thương này thành hành động, tiếp tục làm ra nhiều vật chất của cải, xây dựng gia đình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Xin kính chúc cụ được yên giấc ngàn thu. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cũng kể từ nay, cũng từ giờ phút này, kẻ ở người đi, giờ phút chia ly đã đến. Chồng mất vợ, các con, các cháu, các chất mất đi một người cụ, một người bà. Và cũng kể từ nay, cụ đã được yên giấc ngàn thu. Hay nói một cách khác, cũng là tạo hóa xoay vần, một quy luật của cuộc sống. Mỗi con người chúng ta được sinh ra từ đất mẹ, thì cuối đời chúng ta đều được trở về với lòng đất mẹ, chỉ ít phút nữa thôi.
cụ Maria Trần Thị Hương sẽ được nằm chôn trong lòng đất mẹ để tưởng nhớ cụ lúc còn sống và cũng là lúc suy được vĩnh biệt cụ. Tôi đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ truy điệu trọng thể này, chúng ta thật nghiêm trang dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa toàn thể nhân dân, trước những tình cảm của toàn thể nhân dân, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu vị đại diện cho gia đình nhà Hiếu nên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Trọng kính quý cha, quý sư, quý thầy, cộng đoàn giáo họ Ngọc Xá và các giáo họ lân cận trong hai giáo xứ Như Thức và Bảo Long. Kính thưa ban tổ chức, chính quyền cơ sở, các cụ, các ông, các bà, các gia đình thông gia, liên gia, họ hàng nội ngoại gần xa, thay mặt cho gia đình con, xin được có đôi lời gửi tới quý cha và toàn thể quý vị. Mẹ con, cụ Maria Trần Thị Hương, sau thời gian lâm tình bệnh đã được Chúa gọi về với Chúa sau 81 năm sống tận tình gần trần gian. Trong thời gian mẹ con nằm trên giường bệnh, quý cha, quý sư đã đến thăm hỏi, chia sẻ và đặc biệt được quý cha yêu ái thăm hỏi và tạo ban bí tích cần thiết giúp mẹ con được hưởng nhiều ơn lành để hành trong và với Chúa. Trong những ngày tổ chức tang lễ, quý cha cùng quý vị đã đến thăm hỏi, động viên, phúng viếng, cầu nguyện và hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho người thân của chúng con, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp gia đình chúng con tổ chức các lễ nghi an táng được tốt đẹp. Chúng con không biết nói gì để cảm tạ, nói lời tri ân tới quý vị, quý cha và toàn thể mọi người đã dành cho mẹ con. Chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành tới quý cha cùng quý vị. Trong lúc tổ chức tang lễ, chắc chắn gia đình chúng con không tránh khỏi được những thiếu sót. Kính mong quý cha và toàn thể quý vị niềm tình thương như ùa xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria, mẹ của chúng con, sau khi đưa tiễn mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng. Con xin kính mời quý cha cùng toàn thể quý vị và gia đình cùng bữa cơm để anh em chúng con trực tiếp nói lời cảm ơn tạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể nhân dân, giờ phút chia ly đã đến. Xin kính mời các cụ, xin kính mời các vị đại biểu, xin kính mời toàn thể nhân dân cùng tiến đưa cụ Trần Thị Hương về nơi thiên đàng an nghỉ. Xin trân trọng kính mời. Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để
trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ
lần cuối cùng với cộng đoàn chúng ta dân cư Nam Hải, sau đó thơ thư cụ trở về một cơ thể để đoàn ngày Chúa cho một sinh linh mang với Chúa. Chúng ta cũng hiểu ý tâm thanh nhất này là thơ thư với cổ, cũng như là xin Chúa chúng ta bỏ lỗi lầm khi cụ bà đã trở về Nam Hải còn những yếu khuyết lầm lỗi. Nhờ thế chúng ta được thương cho đây để xin Chúa ta những tội lỗi và mau chóng tư thụ về ở trong Thánh Chúa. Anh xem chúng ta hãy nhìn lần đầu đó chúng ta để xem ta thử hành mầu thần thánh. Tôi hôn nhận cùng Thiên Chúa đoàn thân. Đứng cứu chuộc tôi bằng sống và cuối cùng tôi sẽ đứng dậy.
Anh em thân mến, không phải tất cả chúng ta đã chịu phép rửa cho Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa cho sự chết của người sao? Vậy nhờ phép rửa cho sự chết của người, chúng ta cùng được tái tạo với người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ mọi chết để làm thì cả chúng ta nữa. Chúng ta cũng phải sống đời sống đúng như vậy. Nhưng nếu chúng ta đã chết theo Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Chúng ta biết rằng Đức Kitô một khi từ bỏ chết sống lại, người không còn chết nữa, dù chết không còn còn chỉ một người. Đó là tôi biết đấng cứu chuộc tôi mạng sống và cuối cùng tôi sẽ đứng dậy để tìm
Ông biết ơn đức con người yêu quý, nhưng mà ông biết khó khăn cuộc đời của mình cho Chúa yêu quý bằng lời chỉ. Việc thứ ba, đó là các bạn tin mừng ngày hôm nay trên bản tin mừng thánh cho chúng ta. Chúa Giêsu đã củng cố kinh nghiệm đi của các môn đệ khi Chúa Giêsu nói: lòng các con đừng sợ, các con đi vào tin Chúa thì các con nên đi vào thánh. Có lẽ các môn đệ cũng sao xuyến về việc này để sắp sửa lên Jerusalem chiến thắng chiến chết. Nhiều lần không được, các môn đệ tỏ ra hoang mang và bất an. Và Chúa Giêsu đã hiểu được cái tâm trạng, tâm lý của các môn đệ nên người vẫn củng cố cái niềm tin của các môn đệ đã bị đau các môn đệ. Nói như thế để chúng ta nghĩ về cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều lo lắng, băn khoăn, buồn phiền, bấp bênh, cùng bạc. Chúa cũng đang củng cố niềm tin về người chúng ta. Lòng các con đừng sợ, các con đi vào Thiên Chúa thì các con cũng đi vào thiên. Chúa Giêsu đang mở ngoài mỗi người chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và tin vào Chúa Ngài, bởi vì Ngài vì Thiên Chúa mà đến và gặp gỡ chúng ta, củng cố niềm tin chúng ta, dẫn đưa chúng ta về với Chúa Cha. Việc thứ ba, đó là Thomas đã hỏi một câu rất là quan trọng. Điều tôi mà có nghĩa là Chúa Giêsu chưa thể chúng con không biết về Kitô, làm sao chúng con biết được? Các môn đệ đang lo lắng vì trong những mối quan hệ sống một chiếc đi sống một ý nghĩa của cuộc đời, và các môn đệ đặc biệt nơi con người chúng con đang thay khiến cho các tông đồ hỏi Chúa Giêsu một câu chân quan trọng. Và chính Chúa Giêsu không phải ai khác đã trả lời cho Thomas, ngày là người là sự thật và là sự sống. Các môn đệ đã chọn con đường của Giêsu, con đường của chân lý, con đường của sự thật, con đường dẫn đến con cứu độ của đời mình và đời trẻ. Chúng ta là những người bị đôi hữu, qua cái định cửa của chúng ta cũng đang đi tìm trong những con đường. Con đường đó chính là con đường của Giêsu, con đường đi đến tận cùng, con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu, con đường cho chúng ta hiểu về chân lý của Chúa và sự thật của Chúa đối với mọi người. Chúng ta đang khó khăn từng ngày từng giờ để chúng ta đi tìm cái con đường mà Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho mỗi người chúng ta. Hôm nay tròn 28 của bà Maria Trần Thị Hương, con xin chia sẻ. Điểm thứ nhất, nơi bằng đó là cái tình yêu thương của một người chồng, người vợ và tình yêu thương của một người mẹ và tình yêu thương đối với bà con người sống qua cái lễ chiều của mình. Bà đã sống một cuộc đời đạo đức thánh thiện, luôn yêu thương chồng, yêu thương con, luôn yêu thương cha, luôn sẵn sàng hy sinh để dành thời để chọn một thời gian để cùng nhà Chúa đôi khi. Qua cái tình yêu mến Chúa, yêu mến xã hội, yêu mến người thân trong gia đình, bà đã sẵn sàng để cho chồng làm chủ. Tuổi sau này người con trai của bà cũng nối tiếp cha của mình cũng làm chủ trong cho họ con cháu. Không phải tự nhiên mà có được như vậy, phải có một nền tảng, phải có một đức tin, phải có một lòng mình đối với giáo hội mới làm cái điều đó nơi người gia đình đối với bạn và chị. Điện thứ hai, bà Mao đã trở thành hương đàn bà đã hy sinh vì chồng vì con. Chúng ta thấy tưởng tượng để đã nâng được con trai mà một vùng quê có thể nói trước đây con cháu con cũng biết rất nhiều là nghề nghiên cứu đánh con tôm con cá kiếm được bắt gạo mà nhà ông kể nguyên 50 con chuyện này. Đó là một cái thách đố đối với bà con trẻ, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn của đất nước và lịch sử, nhưng bà đã luôn hy sinh chịu đựng
là đứa trẻ để cho con cháu được bảo vệ. Mong cho con cháu thầy mẹ đạt để trở thành quân người hữu ích cho xã hội và cho gia đình. Ai có thể hiểu được cái sự hy sinh vất vả của một người mẹ? Ai có thể hiểu được người mẹ đã lần nào vất vả nuôi những đứa con gầy gò, đứa con chậm chạp biết đi, đập nói, đập số lần người không bao giờ. Có một câu chuyện kể rằng có một người mẹ để ra được một người con trai, nhưng mà khi người con trai lớn lên cảm thấy rất xấu hổ bởi vì không dám nghe với bạn bè rằng mình có một người mẹ bị trộm cổ mắt. Và người con trai nó lớn học đại học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì bảo là cứ giấu giếm bạn bè như vậy, không dám nghe bạn bè giới thiệu nghề mình với bạn bè. Và khi mà bạn bè phát hiện rằng anh ta có một người mẹ bị trộm mắt, anh ta về anh ta bắt nó mẹ của anh ta rất chú tâm, và anh ta cố gắng phấn đấu học hành, và sau này cũng đi qua học ở bên Singapore. Bà mẹ cũng là một cái điểm sang bên Singapore thì phát hiện anh đang có gia đình có con gái. Khi bà cũng tìm thấy đúng địa chỉ của nhà anh này thì chính những cái chó ngựa của bà đuổi bà đi, và người con trai trong nhà ra đuổi bà đi, và không muốn cho vợ con mình biết đây là mẹ chồng. Nhưng mà một lần anh trở về quê hương, anh về thì về chung, thì phát hiện ra mẹ của mình đã qua đời với người cũ. Trước khi nhắm mắt về đời, bà cụ đã viết lại bức thư để lại cho người con trai, trong đó viết rằng: "Con thân mến, mẹ rất thương con. Mẹ biết con rất xấu hổ vì mẹ, bởi vì mẹ chuộc mắt. Nhưng con biết rằng khi con sinh ra, một mắt của con nhỏ, mẹ đã hy sinh một đôi chiếc mắt của mẹ để lắp vào cho con, và mẹ muốn con nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình, bằng đôi mắt của mình." Khi nghe như vậy, người con khóc nức nở và hối hận những gì mình đã làm cho mẹ. Trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, có biết bao nhiêu bà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời lo cho con, cho cái, lo cho gia đình, mong con cái đáp trả ân tình. Kể từ đó, bất cứ ai trên cõi đời này trước khi nhắm mắt nhìn đời luôn để lại cho con cho cháu một cái tâm nguyện hay là cái chi nguyện. Bà cụ của chúng ta nay cũng đã cũng lẽ như vậy. Bà cụ trước khi nhắm mắt nhìn đời 18 năm nằm trên giường bệnh, bà cũng khao khát âm thầm cầu nguyện và để lại cho con cháu một cái chi nguyện lớn, đó là đức tin và lòng kính yêu Chúa và yêu thương nhau. Có lẽ bà cũng suy nghĩ cái câu lời Chúa mà Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ: anh em hãy yêu thương nhau như chính mình đã yêu thương anh em. Bà cũng muốn cho con cháu trong gia đình, cho năm người con trai của mình hãy yêu thương gắn kết với nhau, đừng vì lý do gì mà gây chia rẽ nội bộ trong gia đình, cho nên bà muốn mọi người con cái trong gia đình hãy sống hòa thuận yêu thương nhau. Mỗi lần nhớ đến bà, hãy thắp cho bà một cái nén hương lòng, đó là một thánh lễ, một lời cầu nguyện, một nén nhang nơi phần hồn. Hôm nay là thánh lễ cuối cùng chúng ta cùng tạ ơn Chúa với 81 năm hành trình kế của Maria. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ những thiếu sót, những lỗi lầm và dẫn đưa chúng về đường thánh đường của Ngài. Xin Chúa chúng ta cho mỗi người chúng ta. Anh chị em thân mến, trước khi chết của Alo, tôi sẽ được phản hại về là sự sống lại và là sự sống. Hôm nay, khi chu toàn nghĩa vụ của Hồ Bác Mang Trần Thị Hương, thầy chị em của chúng ta đây, chúng ta cũng tin tưởng rất là cầu nguyện. Hội Thánh, hơn 10 năm
Thank you.
xin loại thơ văn tuổi thánh thời kính nam mở đường theo anh đi chúa chọn sống phải để chỉ muốn là thank you.
chúng ta không phải còn tiền. Này chúng ta đã còn mình sinh tử là thánh lễ chúng con dân xin cho bé con của chúa là cụ Maria Trần Thị Hương hôm nay đã được gọi tên. Nhờ đó đến khi bao giờ sạch tội tâm là được nhờ mang lại trong ngày phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ khi bao giờ chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, người chị em chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Trong đức tin và niềm hy vọng được sống muôn đời, chúng ta hãy phó cho người chị em này cho lòng thương xót đầy nhân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người chị em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người chị em này nhờ những lời hội đã trở nên biết được của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bằng tiệc khánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người chị em này ra đón gặp Đức Kitô khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Thank you.
Không còn gọi tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà con chẳng còn thấy mẹ đợi con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong. Mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn, con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi,
buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi. Suốt một đời vững dạ cây trông, con vẫn biết mẹ đã đi rồi. Mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đón viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn con, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi. Suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Thank you.
con ngồi mẹ bỏ con đi, trong khi con nằm mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm. Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ con đi, gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa. Khi con nằm mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm. Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi, gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa. Thank you.
cháu cho thầy biết. Quay luôn người ra. Quay quay vào đầu. Quay luôn người ra. Chú ơi, kia thì không được. Tiến tiến lái đi. Không, thế này có thể đi. Quay lắm. Quay lắm. Quay lắm. Quay lắm. Quay lắm. Cộng đoàn tín ngưỡng chúng ta sắp kết thúc nghi lễ an táng cho cụ Maria Trần Thị Hương theo truyền thống Kitô giáo. Giờ đây chúng ta còn đang gặp gỡ cụ Maria, nhưng chẳng bao lâu nữa thi hài của người chúng ta yêu mến sẽ trở về lòng đất như đã bởi đất mà ra. Nên không gì hơn là chúng ta hợp ý dâng lời cầu nguyện để gửi gắm cụ Maria cho Chúa. Lạy Chúa, lạy Cha, chúng con xin phó thác người anh chị em của chúng con là cụ Maria. Dưới ánh mắt người đời, cụ Maria đã chết, nhưng xin cho cụ Maria được sống mãi bên Cha. Xin Cha cũng mở lượng hải hà mà tha thứ và thanh tẩy mọi lỗi lầm của cụ Maria đã sai phạm vì yếu đuối khi còn sống ở thế gian này. Chúng con xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô thánh hóa phần mộ của người tín hữu Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa là đấng làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của các tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh. Mặc dù nay còn mang thân cát bụi, xin thưa người con của Chúa là cụ Maria Trần Thị Hương được an nghỉ trong ngôi mộ này. Anh chị em thân mến, vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người tín hữu của Chúa là cụ Maria Trần Thị Hương ra khỏi đời này mà về với người, nên giờ đây chúng ta xin trả về lòng đất. Thân xác này là thân xác đã bởi đất mà ra, nhưng vì Đức Giêsu Kitô đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại sẽ biến đổi thân xác đất vật hiền của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Bởi thế chúng ta xin phó thác linh hồn cụ Maria cho Chúa. Xin người đón nhận cụ Maria vào chốn bình an và cho cụ Maria sống lại trong ngày sau hết. Giờ đây, chúng ta hãy bình tâm nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với cô Marta khi em cô qua đời. Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời. Xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin ban sự sống đời đời cho linh hồn cụ Maria Trần Thị Hương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng phép rửa mà thánh hóa người tín hữu này. Xin Chúa đón cụ Maria Trần Thị Hương vào chỗ thánh và đứng đầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã lấy mình máu thánh Chúa mà nuôi dưỡng tín hữu này nơi bàn thuật thánh. Giờ đây xin Chúa đón nhận cụ Maria Trần Thị Hương vào nước rửa tiệc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang khóc thương người anh chị em này là cụ Maria, là người tín hữu thân thuộc của chúng con. Xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giúp đỡ chúng con vững lòng trong cậy sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin mọi người đọc kinh lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, lúc Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, khi còn sống cụ Maria Trần Thị Hương đã nguyện theo ý Cha. Nay cụ Maria Trần Thị Hương đã qua đời, thì xin Cha rủ lòng thương tha phạt những hành vi tội lỗi của cụ Maria Trần Thị Hương và cũng như khi còn ở trần thế.
cụ Maria Trần Thị Hương được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây ước gì tình thương cha cho cụ Maria cũng được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn cụ Maria Trần Thị Hương được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Các chị em hát bài sự sống. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp nơi này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi tuổi thơ. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đêm về lạnh lùng buồn thiêng, đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay chậm chiều nặng chiếu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ ơi sao mẹ đành bỏ con, trong lúc tuổi con non như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi con xanh, khăn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Cho con trong cảnh đời nổi trôi bơ vơ, con lạc lối giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ trời.
loài nhớ thương muôn.